Xin chào các bạn đang theo dõi video của xe điện motor điện. Video này xin giới thiệu các bạn đến một cái bộ Meyer dùng cho cái bộ càng chữ A. Mình xin giới thiệu sơ qua về thông số kỹ thuật và các cái chủng loại của nó để cho các bạn lựa chọn đồ nó dễ. Trước tiên về phân loại cái tim ốc này, đó là cái tiêu chí đầu tiên để mình xem là có bắt vừa cái bánh của mình hay không. Thì trên thị trường hiện nay nó có 3 loại tim ốc. Thứ nhất là 7, đo từ con ốc kế cận này là 7, và đo chéo là 11, là 10. Và một loại thứ hai nữa là đo cạnh nhau là 8, và đo chéo là 11. Và loại tiếp theo nữa là đo cạnh nhau là khoảng 8,1 gì đấy, và đo chéo là 11,4. Các bạn nghe rõ nhé. Đấy là có 3 loại đo chéo 10 này, 11 này và 11,4. Nó có 3 loại như thế để cho các bạn khi mua cái bộ càng A là các bạn phải lưu ý là như thế để các bạn chọn cho nó đúng với cái vành của mình. Thứ nhất. Đấy là điều thứ nhất. Thứ hai thì về cái bộ củ lái này thì các bạn lưu ý thì cái củ lái này nó có cái loại là cái lỗ để các bạn cặp dô tuyên vào ấy. Thì có loại là lỗ trụ và có loại là lỗ côn. Như cái này là lỗ trụ và lỗ là lỗ 10. Lỗ 10 thì các bạn phải mua cái dô tin 10 hoặc là 12 10, nói chung cái lỗ này phải là 10. Tiếp theo ấy, thì đến cái lỗ côn này. Lỗ côn này thì trên thị trường nó có một loại là côn 14 12 và côn 16 14. Thì thường thường như nhà em bán đây là côn 12 14 12, còn 16 14 cũng có. Đấy, nhưng mà ít một chút, không phổ thông bởi vì nó quá nhiều loại bên em không thể theo kịp. Nhưng cũng giới thiệu qua để cho các bạn là khi mua đồ thì tránh bị nhầm lẫn. Tiếp theo ấy, cái tim để bắt cái củ phanh ấy này thì tim cái củ phanh như đây. Bên này ấy, cái tim củ phanh này. Đây, cái tim từ cái lỗ này sang cái lỗ này của nó là nó rơi vào khoảng 6,3 đến 6,4 mm. Đấy thì các bạn có củ phanh các bạn lắp thì là như thế. Còn cái đĩa phanh này thì nó tùy theo từng bộ củ phanh thôi. Có những cái bộ củ nó đĩa rất là to thì cái loại đấy là loại xịn hơn. Còn cái đĩa mà dòng nhỏ hay chơi cái đồ của ATV thì nó hay dùng cái đĩa có 130-120 mm thôi. Đấy là đĩa nó nhỏ. Thứ ba thì nói đến cái trụ vòng bi. Vòng bi có nghĩa là vòng bi ở đây. Đây nhà mình làm rất cẩn thận nhé, đóng phớt đóng riêng cho các bạn đàng hoàng nhé. Đấy, các bạn mua hàng nhiều khi cứ để ý giá nhưng mà chẳng để ý gì đến kỹ thuật cả, nhiều khi cứ chê bên mình bán đắt này lọ nên là mình rất là muốn cho các bạn biết được cái chất lượng và giá thành. Bên mình bán thứ nhất là cũng rẻ và thứ hai nên là chất lượng. Đấy, nhưng nhiều khi các bạn mua các bạn cũng không biết đâu. Nhiều khi người ta không có cái phớt này, người ta cũng bớt đi được mấy chục nghìn. Đấy, thì nó rẻ hơn. Nhưng mà các bạn lại đánh giá là bên mình. Thứ hai nữa này, đối với cái củ chéo 7-10 này nó đắt hơn những cái củ chéo 8-11. Và cái củ chéo 8-11,4 này là nó đắt nhất. Rồi đến củ này và đến cái củ chéo 8-11. Thứ hai nữa là nói đến cái trục này ở đây mình vặn chặt quá mình không tháo ra được. Cái trục này thì nó có các cái loại. Thứ nhất là vòng bi ngoài này là nhỏ thì trục nhỏ, trục ở ngoài là trục 17, ở trong này cũng 17. Đấy là loại thứ nhất. Loại thứ hai là ở ngoài này 17, ở trong này 20. Là loại thứ hai. Và loại thứ ba nữa là ở ngoài này 20, ở trong này cũng 20. Đấy là loại thứ ba. Và một loại thứ tư nữa ở ngoài này 20, ở trong này là 25. Đấy là loại trục to. Trục to là giá thành đắt hơn. Nó dùng bi có hàng xịn thì dùng bi đũa, bi côn. Còn hàng thường thì dùng bi cầu. Thì các bạn mua hàng bên mình thì những cái dòng đấy mình bán ấy, thường thường là bán cho các bạn là dòng bi đũa. Đấy, nhưng mà nhiều khi anh em cứ chê đắt này kia, các anh em không hiểu.
Đấy, bi đũa thì sức tải của nó nhiều khi tải 1 tấn cũng được. Bi cầu thì sức tải của nó kém hơn. Đấy, độ bền nó kém hơn. Thì cái đấy anh em lưu ý. Và cái trục này các anh em mua cái này. Các bạn mua cái này về để chế thì các bạn mình nhắc lại cho các bạn nhé. Cái trục này nó có loại trục 17. 17. Có nghĩa là trục suốt 17, và thứ hai nữa là 17 20, thứ ba nữa là 20 20, và thứ tư nữa là 20 25. Đấy là nó hiện tại là có 4 loại như vậy. Thì các bạn lưu ý những cái thông số đấy để khi các bạn mua nó đỡ bị mua xong về không làm được hoặc là nó không đồng bộ. Thì mình cứ nói như thế cho các bạn là tránh những cái gọi là kinh nghiệm là bằng tiền nó lãng phí, thì các bạn là nên để ý cái vấn đề đấy. Video của em thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi. Các bạn đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Em là Nam ở Thái Bình. Các bạn đừng nhầm lẫn với lại cơ sở khác nhé. Đấy. Và cái nào nó cũng giá của nó.